Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video thứ hai của em nha. Hiện tại là em đang ở bánh xèo Nhí, địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Kinh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo Nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Chào con gái nha. Ông bà trong nước và ngoài nước chào con gái. Bữa nay bán vui quá trời luôn hả? Trời ơi, bán đất khách quá trời luôn kìa. Thì mừng thôi. Mỗi lần tới quay mà thấy con bán đất khách là mừng. À, mừng cho bạn con. Mừng cho ông bà nội. Mừng cho bé Trâm Anh. Khách là phần trọng. Ồ sao bé không lắc? Ồ sao bé không lắc? Con ăn gì chưa? Hôm nay ăn gì? Ăn gì? Cơm. Cơm mới về. Cơm với hả? Cơm với nước mắm. Ồ, ngon ngon dữ vậy. Tôm còn cái gì? Tôm còn vô kho gì? TikTok sao mà được. Chú Đại Bi hả? Chú Đại Bi. Một cái nữa nè con. Bỏ bánh xèo nhanh lên coi cho khách nè, thấy bánh xèo thì khách đang rồi. Kiệt đang phục vụ ở phía bên trong. Kiệt chạy bàn. Trả lời số điện thoại đặt hàng quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ngoài bán bánh xèo á, thì còn có bán lạp xưởng tươi nữa, của lạp xưởng tươi đặc sản Cai Lậy, của cô Ba miền Tây. Hết tuyệt trời, hết tuyệt trời. Bài cho nó mạnh to to lên coi thử. Qua đây này, đứng ngay chỗ đây này. Đứng ngay chỗ đây này. Hát cho to to lên. Giống như chữ thầm người ta hả? Giờ thuộc ơi, bữa nào không thuộc ơi cũng đọc. Nghe chưa thuộc mà. Không mà thiệt, bữa nay nhìn thấy Trâm Anh tự nhiên đang khui ta. Đi tắm biển á. Đi tắm biển hả? Biển đâu rồi tắm? Thiên Đồng á. Thiên Đồng à, biển Chú Tiên á hả? Có xịt chưa vô trong xe kìa. Bây giờ là 8 giờ 15 phút. TikTok là để cho mấy đứa trẻ trâu thôi. Mấy đứa thiếu nhì á. Nhì thôi. Còn coi cái gì á? Hết bột rồi. SOS bột. Hello.
Hả? Hát bài đúng không? Hát bài đúng không? Ok. Ngồi đâu? Kiếm ghế nữa hả? Đang đủ bánh xèo, không có bánh xèo bán rồi mà. Hết bột rồi nội ơi. Không có bánh xèo bán mà. Ông nội cho con cái ghế ông nội. Ô, hai ghế kỳ kỳ quá. Nghe ca sĩ hát bài mới, bài gì đây không biết. Chuyên thân Phật giáo rồi. Hả? Đây cầm cái mic nha. Đây, ai nướng mic chứ hả? Ai nướng cá với mùi thơm vậy ta? Mùi không á. Phải không? Chú Tu. Ai nướng cá? Chú Hà có bận. Hôm nay một đâu? Bé Hà nó bỏ con tôm vô nướng đó chứ. Hả? Còn mà kiểu như mình bị liệt hay bị gì á là nó sẽ hỗ trợ một chút. Ghê vậy? Có không? Đâu có gì? Chị nhìn kỹ coi, Trâm Anh giống như gái Ấn Độ vậy bộ. Trâm Anh à? Chấm cho nó một chấm cái chỗ đó là thành Ấn Độ luôn. Đâu? Đâu? Ủa này chấm chấm là gì vậy? Hả? Chấm cái đó chấm chấm là gì? Chấm là hình như là nó nói là cũng. Tôi lớn dần. Chưa hiểu ý nghĩ gì. Đây hát nè. Việt Nam I love you cao cơ. Đây mày đi chưa đâu. Chiều già mai trôi sớm mai. Việt Nam tôi đây rất đẹp. Chú cầm cho nó hát. Chị em muốn quấn nhìn camera này rực xanh như cánh cò bay dịu dàng từ rơi rất nhanh tình yêu trong tôi lớn dần nhìn về quê hương dấu yêu tôi yêu Việt Nam của tôi. Việt Nam tôi đó ngàn năm xanh tươi. Việt Nam tôi đó ở trong trái tim. Dù cho năm tháng dù nơi trốn ra quê hương đi đâu cũng sẽ trở về. Việt Nam I love, Việt Nam you love. Việt Nam I love, Việt Nam you love. Tình yêu tôi mãi dành cho nước Nam. I wanna say I love Việt Nam. Hay lắm. Quá hay quá. Quá hay. Vỗ tay ông bà ơi. I wanna say. Đây là con đang hát bài này nè. Bài đó hả? À. Vừa nãy bài đó hay lắm á. Bài đó hay lắm á. I wanna say I love Việt Nam. Ghê gì? Này trình độ tiếng Anh của các bạn nó lên tầm cao mới. Ủa nữa hả? Bài hát nữa hả? Hát xong chưa? Phật thì thăng tiếng bay càng xa. Ta đi trong muôn ánh trăng vàng rừng cứ tung bay. Ồ, bài đó. Đoàn để say chúng ta trở về Sài Gòn. Biết bài đó không? Bài đó là chú tặng trong hát bài đó. Bài gì đó ta? Hát bài trên góc vùng xa. Trên góc vùng xa. Trên góc vùng xa. Trên góc vùng xa. Trên góc đâu? Trên góc vùng xa. Bé Hà, bé Tâm Anh dám review bún bò giáo toàn nè. Cái hát này hả? Review đặc sản gì, bánh... Là sao? Bánh hát thử con biết nha. Bánh đá, Hà Giang. Hành trình trên đất vùng xa. Hát thì con biết hát nha. Giờ có hành trình trên đất vùng xa, nhưng Tâm Anh có chữ hành trình trước. Nhạc. Nhạc. Dính rồi, dính bản quyền rồi. Chú cầm cho. Dính bản quyền rồi Hà anh ơi.
Nói cái khác nha. Chim tình bay hót vòng trong mình. Chẳng cô đơn phương phong chưa hành trình. Ở Long An mọc hoa mỹ tho xuôi về Gò Công. Tiền Giang ngút ngàn như một tấm nhì lụa vàng. Chú không biết là của bà đây. Chú không của bà đây. Thì thăm uống bacon xì. Bacon xì. Hà bacon xì. Bà gì á? Sa gì vậy? Sa ma tất bê su hà. Ừ. Về tới đâu đầu lại con chim sáo nhỏ. Mang rộn. Bây giờ con vương quy ta về tới đầu đàn thì con nói về tới đầu đàn là nó ra bài hát rồi. Mày hát gì mà nó không vui vậy vậy? Bài đó bài hát gì thì tới đầu đàn. Anh bỏ xa xôi cách nhiều ta theo người dân trời nơi xa xa. Vẫn ngày mai biết vui hay buồn làm thân con gái nỗi lòng ghi ngay. Muốn về nhà. Cứ hà hát cùng con nha. Ê nhẹ. Cầu sam sam sam. Tới chú Hà nữa rồi. Rồi bắt đầu hát bài về tới đầu làng. Tôi hát nha, hát chưa con biết hát nha. Hát chú hát đẹp cho. Hát một tới đầu là con kim sáo nhỏ hát vang rộn ràng. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng. Hoài đầu tre có mấy con để thăm tình quê. Bao năm qua chất chở đường xa xuôi ngược bông bạc. Ôi kỷ niệm yêu mái chành nghèo. Khổ tâm là khối làm chiều không biết khối làm chiều là sao. Còn nhớ nụ cười câu hát hát dịu găm chân lời. Rồi ngày xưa ai đón đưa mừng. Theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò. Bây giờ là chú Long là con nhà hát cho ghê dữ lắm nè. Hai bài gì cho đứa hai. Gió đời về đấy em. Không bài gì nữa. Nói lòng đi. Bài gì? Thôi ta hát bài gì nữa. Nhớ quê cao kỳ. Nhớ quê karaoke hả? Bỏ quê cao kê. Cái gì? Bỏ quê hả? Đây. Của bài Phi Nhung. Vì bỏ gì? Quê Phi Nhung Hồ Văn Cường. Ghê không? Ghê đó. Hát sao? Dính nhạc nghe. Dạ. Ơi buồn dữ vậy. Hát nhiều bên này nó không vui vậy nhỉ. Đây. Ngày xa gợi miền quê, mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng. Cha xót dạ buồn đau, thương con khờ lạc bến ra sao. Hai đứa lăn mà đau thương cha, nước mắt tuôn trào. Bao nỗi buồn mênh mông, chỉ xa gợi quê. Mai đây
kìa. Theo người dân về nơi sâu xa. Thương hai duyên phận ngày mai, biết vui hay buồn làm thân con gái. Nói lòng riêng ai chỉ xa rời miền quê. Chỉ xa rời miền quê mà mấy lâu sao vẫn chưa về. Cha sốt dạ buồn trong nơi quê nghèo, mẹ thương mẹ nhớ mong. Nơi xứ là miền xa em ơi, hay nhớ quê nhà. Thương nhớ từng bỏ bê, hai ơi mau trở lại miền quê. Rồi, cái tốt chương trình Điện hình đến đây chưa, là chưa, hết mà. Điện hình đã hết thì ta cái tốt chương trình. Chưa. Hả? Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Truyền hình đã hết thì ta kết thúc chương trình. Dính bằng quyền chết luôn. Hả? Hết chưa? Hết chưa? Chưa. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Truyền hình đã hết thì ta kết thúc chương trình thôi. Tham chơi số 5 đi về trễ quá rồi. Rồi chú. Để rồi con, về tới nhà 10 giờ mấy đó. Đây. Tới rồi. Ngày xa gửi miền quê, mẹ dối theo nước mắt đôi dòng. Cha sống dạ buồn đau, thương con khờ lạc bến ga. Bao nỗi buồn mênh mông, chỉ xa gời quê nghèo buồn không. Thôi lấy nước miếng thử. Mai đây hai bỏ quê nhà cách ngàn gửi xa. Theo người dân về nơi sâu xa. Thương hai duyên phận ngày mai, buồn làm thân con gái. Nói lòng ghê ngay. Chưa hết. Cho đây ông Nam. Chị xa gửi miền quê mà mấy lâu sau vẫn chưa về. Cha xót dạ buồn đau, thương nhà vợ thương nhớ mong. Nơi xưa rồi hôm nay hát là buồn quá, hát không vui, hát lại sung không thôi, hát nhưng mà hát lại sung quá, nó không cái khí thế vậy kìa. Tới hát cái bài này á, cái bài mà bài chú Long quay mà chú Long cũng buồn ngủ mà chết toàn. À, tao uống miếng nước liền rồi à, ca một bài ca cổ nữa. Tại gì? Bơm quá. Biết ca cổ không? Có bài ca cổ là cắt đôi nỗi sầu, cắt đôi nỗi sầu. Mới ca mấy bài này nội hả? À? Nhưng mà buồn quá. Học cho nó thuộc đi. Rồi sang rồi mình hả? Mình vô mình chỉ đứng trước camera mình hát thôi. Cắt đôi nỗi sầu đúng rồi. Không, chú Long ăn cái đó. Mấy đứa trẻ trâu nó mới ăn mấy cái đó. Cái mối này cách đây còn 6 năm. Con của chú á. Hả? Nó lặn lội từ trong Sài Gòn này. Nó ra tới Bình Dương á. Nó vô nhà biết vô nhà không? Vô nhà con Thơ Nguyễn.
nó tìm tìm nhỏ Thơ Nghiễm đó. Quỷ Thơ Nghiễm Thơ Nguyễn con Thơ Nghiễm Thơ Nguyễn bởi vì mấy đứa mà trai trai mấy đứa mà trẻ trâu mà mấy đứa mà con nít á chỗ này coi mấy đứa còn coi Thơ Nghiễm không muốn hát thì thôi không hát nữa coi Thơ Nghiễm không thôi không quay nữa sao mà luyện mình luyện cái bài nào mà cho nó gọi là nó thuộc cái đi nó mình hát lên thế nào ông bà vô ông bà kêu chứ con bé này nó hát cái bài gì vậy mấy đứa nhỏ mà coi Thơ Nghiễm bây giờ là lớn hết rồi. Nếu ông bà buồn ngủ á thì cho xin một đăng ký, mà nếu ông bà không buồn ngủ á thì cho xin một like, một chia sẻ. À bữa sau cho anh hát bài thế quỷ đăng ký TikTok rồi. Ê chỗ này sao không thấy đăng ký TikTok? Đó là hả? Mấy chú yêu cầu xóa. Mấy chú yêu cầu xóa hả? Không tin tin tin, mình là người công chúng. À, đúng rồi. Không đang lên tin. Đang lên tin rồi nhất. Đúng rồi. Luyện cái bánh xèo á, luyện trội cái vòng. Với lại nữa mà mình sáng tạo nội dung á thì mình phải có cái nội dung gì nó cứ một cái khuôn mặt đó mà cứ xóa hả? Xè ơi. Bây giờ nó còn xóa luôn hả? Hả? Ủa sao nó nhiều màu như vậy? Hu ba mà. Ba mẹ màu hồng. Cái màu blue vô chen. Lại một can. Blue chen. Của ai đây? Đấy là nhãn hiệu là của ai đấy? Trung Quốc. À. Đây. Có người trẻ trâu á. Cái này là đúng rồi, mấy đứa trẻ trâu á. Cái này là mua tự nhận mấy đứa. TikTok shop nè. Tự nhận mấy đứa trẻ trâu nè. Cái này á. Cái này lúc. Địa chỉ của bánh xèo đây nha quý ông bà cô chú. Dạ đây. Bán là từ 13 giờ cho đến 22 giờ. Dạ thời gian bán của bên ở dưới video thì em cũng có để cái địa chỉ của các cháu á. Ồ khách vô bà nội ơi. Bà nội bữa nay nói là hôm nay trúng mánh bán cũng ok. Nên là bà nội nãy mới vừa chạy đi mua rau về thêm á. Ồ khách bây giờ vô này bây giờ là chỉ gần 9 giờ tối rồi. Cái này là chỉ dành cho mấy bạn nhỏ trẻ tư tiên nhân thôi. Tiên rồi. Mấy đứa lớp mẫu giáo. Còn mấy đứa lớp mẫu giáo ăn thôi. Còn có mấy đứa mà trẻ trâu nó ăn ra nó ăn ké. Ủa nhưng mà con là con trai con gái con trai hả? Hả? Đứa trẻ trâu thôi. Nhìn đi, đọc cái chữ đi. Bánh cái này chỉ dành cho mấy đứa trẻ trâu. Không. Chỗ nào gọi là mắt tinh dưa ở đây đâu. Ê ăn thì lạ vậy. Ủa mà cái đó là cái sinh gum mà. Sinh gum á. Sinh gum mà sao con ăn thì lạ vậy? Cái này nó hot từ cách đây khoảng lâu rồi. Mấy chục năm có à. Nhưng mà ý là sinh gum mà con ăn gì lạ vậy? Làm gì vậy? Trời ơi. Ê. Ăn dẫn mà vừa ăn vừa dẫn nuốt luôn. Vô ông bà nội cũng tốn tiền đi. Không tốn tiền đó. Không có nuốt nha con. Dẫn nuốt luôn đó là. Hả? Đang nhai. Cho ông nhai xíu. Cách ngồi bên trong bây giờ là cũng 9 giờ kém nha ông bà cô chú. Cũng lai rai. Bộ bánh xèo. Quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nếu có dịp đi ngang qua đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 2 thì ghé ủng hộ các cháu nha. Dạ, cũng như ông bà nội. Hả? Mấy đứa ăn là đứa trẻ trâu. Mấy đứa ăn là mấy đứa trẻ trâu. Chứ sao nữa? Mấy đứa trẻ trâu thôi. Hả? Ấy cái thôi, mấy đứa trẻ trâu nhiều quá đó.
mấy đứa trẻ trâu nó ăn kiểu đó đó. Ăn cái gì kìa? Ê, đừng có giận nuốt cái này. Nuốt. Một cái này nuốt đâu được phải không? Cái này là xương cung đúng không? Nuốt lại chưa? Nuốt là phải mổ bụng ra nha, giận. Nó diễn á, nó diễn á. Nó diễn á. Chăm anh chiên đi. Chăm anh chiên vô chiên đi, chăm anh chú Long chắc máy đi về chăm anh. Không phải lo cho bà mới chiên mà. Hả? Chiên cho bảo chú xem. Thôi. Ê, bây giờ là 8 giờ rưỡi nha các bạn thôi. Thôi về trễ quá rồi mai đi làm nữa. Trễ sau. Con đi lấy cắm xiếc cũng được coi nhá. Được, cắm xiếc được. Con đi diễn xiếc đi. Vậy là nó nuốt được, bé à, nuốt được. Không được. Nó nuốt kìa. Không được. Nó nuốt bất chấp kìa. Được. Đâu cho chú Long miếng chú Long ăn thử nó cái. Nó chua chua nó đánh, không mấy là đánh cái nuốt mà. Cái nuốt được không? Không cái nó nuốt được. Cái nó nuốt được, cái nó nuốt được bé à. Không được. Được. Không được. Ai con hỏi chú thôi à. Cho bánh nó nhả ra đó, chú biết chứ. Kìa, nó nhả cái nè. Nó nuốt, cái nó nuốt được. Được. Kẹo của chú mà con à. Chiên chiên bánh cho nội kia con. Để nội vô làm mấy. Hả? Cái này nuốt được mà. Ê chứ hả? Không không con chú lì. Chú về. Thấy con là chú không có thích rồi. Ê đừng có nuốt nha. Cái đó ăn đâu có nuốt được. Nuốt hả? Cái đó là gì đó con? À bánh đá à. Ờ chứ chú Long tưởng là cái kẹo cao su là đâu có nuốt được. Nè anh Duyên nha. Chú Long đợi lấy TikTok đi. Hả? TikTok đi. Còn lấy TikTok à? Lâu lâu có chiên đúng không? Trời ơi, khéo ghê không? Bé 18 tuổi, đổ bánh xèo. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 35k một cái. Số điện thoại đặt hàng đây ông bà cô chú ơi. 0986 814. Trời ơi, nhớ luôn số điện thoại nè. Cắt đôi nỗi sầu. Mình hát được cái bài đó đó. Mùa đen, bánh xe tôi đen. Bánh xe thơm ngồi đầy đầy mặt. Bánh xe đang có hát bánh xe nhẹ. Cái quán bánh xe nhẹ, buồn bồn nhẹ. Bánh xe đông lắm, bánh xe miền Tây dầu như nhẹ. Vô. Ông chết cái bài bánh xèo á. Còn đang thích bánh xanh đêm, còn đang cố gắng đến chiếc bánh xèo, còn đang cố gắng chờ ông bà cô chú em. Trời ơi. Trời ơi, ai chế vậy? Con chế ra hả? Bánh xèo cứ ra ngồi, có hai con tất bật cười. Anh một cái đại kiện cả đời luôn luôn. Vô. Tiếp tục. Con đang tạo sinh cho nói chuyện. Lần đầu tiên quay bánh xèo 8 tháng rồi mà bữa nay tới Trâm Anh nó chế cái bài hát là đổ bánh xèo luôn á. Trời ơi. Bánh xèo muốn cho ngon, ăn một cái ghi cả đời, con đâu chỉ không phải là dân đâu nhiều. Khổ.
hát bài đó từ hồi hát chưa chưa đúng không? Trời ơi. Rồi sao nữa? Trời ơi. Chịu diêu. Cho một like đi ông bà cô chú ơi, một chia sẻ và một đăng ký cho bé nhí này đi. Vỗ tay, vỗ tay. Mình sẽ không thân con, chỉ có nguyên một mình con bàn thôi nhé. Ủa, một mình bé thôi hả? Ờ. Nhưng mấy kia trông không ngon, nhưng mấy nay mới là mấy đồ. Ok, ok, chị hai. Để con chơi với chúng mình xèo đó, đó cũng ngon trong nhà. Tất cả ông bà con chú ăn nè. Trời ơi, thấy không? Giờ con đổ bánh xèo và cái thúc bánh xèo thôi, cái thúc nha ông bà cô chú. Liệu luôn rồi, liệu theo chấm bánh luôn rồi hả? Và bé bé đổ bánh xèo kìa, bé bé đổ bánh xèo. Trời ơi. Kìa cứ chịu không nổi kìa. Kìa, con đưa đó một con đi dâu luôn nè. Con đưa đó một con đi dâu luôn nè. Kìa thử, cứ lỗi không? Đi kìa kìa. Con trang cục thật điều nha các. Con bằng chút chút. Trời xong, hát đồ. Ghê không? Một video rất là đặc biệt. Trâm Anh hát gì mà phút cuối đổ bánh xèo, anh hát anh chế cái bài hát gì mà hết hồn hết vía luôn, hú hồn hú vía. Thôi em xin kết thúc. Thôi em xin kết thúc nha ông bà cô chú. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn vào ngày hôm sau. Bye bye. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye, I love you too. Bye bye con nha. Bye bye con luôn nha. Và chú xin mời đi vui vẻ và luôn ủng hộ các chú cho chú lên view. View bên đây đâu có lên nổi. Cảm ơn chú nào.